Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, chừng nào Kiev vẫn cần Washington. Đài RT ngày 19 tháng 9 dẫn lời Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đến khi nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay Nga. Cái giá mà người dân Ukraine đang phải trả cho cuộc xung đột này là rất đắt, nhưng chúng tôi sẽ ở lại với họ, miễn là họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Tổng thống Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News được phát sóng vào tối 18 tháng 9. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, với sự giúp đỡ đáng kể mà chúng tôi và các đồng minh đang dành cho họ, cùng với lòng dũng cảm và quyết tâm đáng kinh ngạc của người dân Ukraine, họ sẽ không thua trong một cuộc xung đột và đang đạt được thắng lợi tại một số khu vực nhất định. Tuần này, Tổng thống Joe Biden phê duyệt thêm 600 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine bên cạnh gói 675 triệu đô la Mỹ được công bố hồi tuần trước. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24 tháng 2, Nhà Trắng đã cam kết viện trợ tổng cộng 44,3 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Một phần trong số đó là tiền mặt, trong khi phần còn lại là vũ khí, đạn dược và hoạt động huấn luyện do Lầu Năm Góc cung cấp. Tính đến tuần trước, khoản viện trợ quân sự đã lên tới 14,5 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 2, so với con số 17,2 tỷ đô la Mỹ được chuyển cho Ukraine kể từ cuộc đảo chính vào năm 2014. Nga nhiều lần thúc giục Mỹ và phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh rằng điều đó sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài mà không làm thay đổi kết quả. Trong khi đó, quân đội Mỹ ở châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao độ vì lo ngại về phản ứng của Nga sau một số thất bại ở Ukraine gần đây, theo đài RT. Sau khi thăm một căn cứ quân sự ở Ba Lan ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói với các phóng viên rằng tất cả chúng ta phải duy trì trạng thái sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Ông nói, tôi đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo lực lượng Mỹ luôn ở trạng thái sẵn sàng. Những tổn thất lãnh thổ của Nga ở khu vực Kharkiv, Ukraine gần đây không có nghĩa làm tăng nguy cơ tấn công chống lại lực lượng Mỹ. Nhưng trong chiến tranh, không ai biết trước điều gì.